Hôm nay mình hướng dẫn các bạn lắp đặt máy tắm nước nóng hiệu Panasonic có bơm, là bơm từ nha các bạn. Loại này nhập khẩu thanh lý từ Malaysia, rất là đẹp. Trước tiên thì các bạn cần mở con ốc này ra, sau đó mình mở cái nắp của máy tắm nước nóng lên. Thì các bạn thấy trong đây cái máy này rất là sạch sẽ và đẹp, rất là còn mới, đặc biệt là còn có cái tem của công ty tiết kiệm điện nha. Thì trước tiên chúng ta ướm lên tường để chúng ta làm dấu khoan bốn góc của cái máy tắm nước nóng. Ta làm dấu lên. Thông thường thì tôi chỉ làm dấu ba góc à. Bên nào mà cầm cái vòi sen tắm thì cái đó phan lỗ thứ ba. Ở đây thì mình phan sẵn rồi nha, nên mình chỉ cần bắt lên thôi. Lắp đặt cân bằng cho nó đẹp. Trước tiên chúng ta lắp đặt nước vào thì chúng ta tiến hành lắp đặt nguồn điện vào trước. Ở đây thì đi dây điện sẵn có cái CB 30A, vì máy tắm nước nóng cái công suất nó lớn lắm, nên các bạn phải đi cái CB là 30A. Cái CB là cái cầu dao chống quá tải. Thì cái dây màu vàng này là khi chúng ta dùng dích thử điện thử vào nó sẽ màu đỏ. Màu đỏ thì tương ứng với cái dây màu đen của cái CB. Bắt cho nó đúng nóng lạnh. Điện này ta bắt lên cho siết chặt nha các bạn, đừng siết lỏng lẻo quá, siết lỏng lẻo quá nó chặt mạch đó, không bao lỗi. Ở đây có cái nguồn câu mát, tốt nhất thì chúng ta nên câu mát xuống đất, đóng một cái cọc xuống khoảng 3 tấc xuống dưới nền đất. Nhưng mà nhà tắm chúng ta đóng thì nhiều khi trùng nó lên, nên tốt nhất thì chúng ta không cần đóng cũng được, tại vì ở đây chúng ta cũng có cái siêu bị chống giật rồi. Riêng máy tắm nước nóng Panasonic thì nó có thêm cái siêu bị chống giật ở đây. Cái siêu bị chống giật này rất là đắt tiền và nó rất là nhạy. Giờ chúng ta lắp nguồn nước vào. Điều đặc biệt của máy tắm nước nóng Panasonic thì chúng ta buộc phải có cái van zin của nó đi theo để cái găng nó mới khớp. Cái van zin này á, thì khi nào các bạn mua máy tắm nước nóng tại công ty tiết kiệm điện trên Shopee, Lazada, Tiki hay là Sen Đỏ thì sẽ được tặng kèm theo cái van zin như vậy. Nó là cái van giảm tăng áp và có lưới lọc để chống kẹt mũi cái bơm từ
cái máy Panasonic bơm từ nó im nhưng mà bơm từ nó mắc lắm á. Máy tắm nước nóng thì chúng ta không cần phải gắn quấn cao su nông, vì những cái mặt của nó là mặt bằng, chúng ta chỉ cần để cái gôn gôn nhựa dẻo đi theo. Thì mua máy tắm nước nóng tại công ty tiết kiệm điện thì cũng đã được tặng những cái gôn này theo, kèm theo trong máy. Nguồn nước vào của máy Panasonic ở đây, bất kể các máy tắm nước nóng nào, nguồn nước vào là bên gắn cái quai, nguồn nước ra là gắn cái vòi sen tắm. Đây, nguồn nước ra là gắn vòi sen tắm. Lắp đặt điện xong và lắp đặt nước xong, tất cả thì chúng ta đẩy cái nắp lên. Chúng ta canh từ trên đẩy xuống. Ở đây có con ốc này mình tháo ra nha. Đây là mình hướng dẫn các bạn lắp đặt nên mình không có lại. Bây giờ mình tiến hành thử nó nha. Trước tiên mình thử nước coi nó có rò rỉ đâu. Mình mở qua nước, sau đó bấm nút on off. Nước sẽ chảy ra. Đó. Ta nhìn cái thân máy dưới đít máy rồi không có rò rỉ nước thì ta tiến hành mở điện. Bây giờ tiến hành mở điện, mở CB nhé. Mở CB thì nguồn điện nó vẫn chưa lên, tại vì máy Panasonic nó có công tắc này on off, vừa mở nguồn điện mà vừa mở nước nữa. Chúng ta sẽ mở nước, bơm nó hoạt động luôn. Cái máy này thì bơm tự động đi theo luôn, cái bơm rất là êm thôi. Nếu chúng ta muốn mà nó nóng thì chúng ta mở công tắc này, mở công tắc này nước sẽ nóng. Đó. Khi nước nóng nó sẽ báo đèn đỏ, còn bình thường thì nó sẽ báo đèn ELB, đèn chống giật, đèn nguồn. Càng nóng thì chúng ta dặn càng về bên phải, về chuyển thang rất là mạnh, bơm quá mạnh luôn, bơm từ này. Công tờ của Panasonic rất là nhiều, rất là nóng mà. Máy Panasonic thì nó nóng ổn định lắm. Nhưng mà điều đặc biệt máy Panasonic này á, khi các bạn ra ngoài miền Bắc, miền Trung á, là nó không đủ nóng. Nó chỉ xài được cho miền Nam thôi. Rất là quen. Xuống đáng đồng tiền cho một cái máy tắm của Panasonic.
tắt là chúng ta giữ nguyên đó. Khi nào chúng ta vô nhà tắm, chúng ta tắm, chúng ta cần bấm nút on off này là tắm rồi, tự động bơm và nước sẽ ra và nóng vừa phải khi chúng ta điều chỉnh như thế nào nó sẽ như thế đó. Khi nào ra khỏi nhà tắm chúng ta đi một bấm tắt. Đó. Về lâu dài thì chúng ta nên test cái siêu vi chống giật, chúng ta bấm nút này. Bấm vào mà nó nhảy cái cặp xuống là cái CV chống giật nó còn good. Thì người ta muốn mở lại chúng ta đẩy ra thôi. Bấm vào nó nhảy. Đó là test CV chống giật. Vậy là xong. Chào các bạn nhé. Sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt bồn cầu của Nhật tự động có sưởi ấm và sấy khô luôn. Chúng ta đi cầu tự động hết, rất là an toàn, vệ sinh và lịch sự.